Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ test cây côn của CFM. Và cây này thì chúng ta nhận free khi mà cày cái sự kiện. Rồi, nó thế thôi. Anh em chắc chắn là đến giờ này cũng có hết rồi. Nếu mà mấy thính mà lười cày thì con nâu mới có. Úi, cũng ngon. Ui, gì đấy? Cứ tưởng là gì cơ? Hóa ra là sẻng VIP. Rồi, nó đổi sang gà đập như thần ạ. What the hơi? Cái thằng này này thì bị móc nha, nãy móc mình bây giờ mình móc lại rồi. Thôi sẻng VIP em té ngay, không nhây với sẻng VIP làm gì. Ủa từ từ xem nào, đấy đấy đấy, từ 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 em ơi. Cây này thì cũng khó là chơi, nhưng đập từ trên xuống thì kiểu như ủa đấu không lại sẻng rồi. Cái này đập từ trên xuống thì cơ hội headshot rất là cao. Và anh em nếu mà muốn có kim cương nhiều thì cứ cây này mà bêm thôi. Rồi, úi ôi. Gì gì ấy, từ từ đã. Đừng có nhây nào. Không chém trúng thằng nào ấy này. What the hơi, quắm Inferno, trời ơi. Úi ôi. Má chém chết hai thằng luôn ạ. À. Không biết là có lùa top kịp không. 4 trên 8 rồi. Này thì quá Minfun đâu mà chém thường này. Thôi gặp bà nó thằng sẻng. Biết ngay. Mình gặp mặt nó mình né ngay mà cuối cùng vẫn dính ạ. Thằng này nó đuổi đuổi nhây cực. Rồi đập sấp mặt thằng sẻng rồi. Ghê thật. Mấy bố này sâu xé thằng sẻng chết luôn. Ghê đấy. Rồi càng cua cũng khá là nguy hiểm. Nhưng nó không bằng cây này đâu. Không bằng cây này đâu. Tuy là càng cua kẹp hai lần, móc cua tận hai lần cơ. Ôi nó chơi nó móc hai lần, mình thì mình một lần thôi, một lần thôi, thấy chưa, mình móc một lần thôi mà. What the hơi, mới nói xong bị nó cân lại. Hỏi gì đây, úi sổ hơi sẻ này, cái điện mới dương này lao vào hiên kia thế này. What the hơi, ê gì đây gì đây. Mày thật, ui có thánh chơi ạ. Rồi sấp mặt. Thằng xẻng nó đập sấp mặt hai thằng. Ngu người. Cứ đâm đầu vào nó làm cái gì thế không biết. Úi rồi. Double kill. Rồi thôi em té, em xin té. Em xin đầu hàng. Cứ gặp mặt bác là em té ngay. Còn mọi cái khác thì mình xin cân luôn. Cái này ngán chỉ là ngán xẻng thôi. Chứ còn mọi cái khác thì cân anh em ạ. Rồi chẻng thương này. Ủa ơi. Chẻng thương này. Trời ơi. Đấy cover. Đúng rồi. Hay lắm bạn ơi. Đấy chẻng là phải. Ủa ơi. Gà ác. Gà ác này. Gà cao su này. Úi trời ơi. Cài đi mày. Thôi xong đập không trúng nó chết ngay. Đen thế rồi. Rồi lấy top rồi. Lấy top rồi. Quay lại quay lại. Quay lại cái thằng này. Từ từ. Từ từ xem nào. Đập thằng sẻng trước. Double kill. Double kill nào. What the. Rồi double kill. Rồi 3 kill. Gì đây. Làm cái multi nào. Trời ơi cái thằng này. Trời. Bố chém thường. Chết này. Trời ơi. Thế không chết. Ủa ơi. Bố kia chém như thần. Bố kia chém như thần. Cũng đi. Double kill. Đi luôn. Này thì nhây này. Đừng có nhây. Ôi. Úi xùa ơi. Thơm quá. Unbelievable. Mèo biết đọc như thế nào. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục này. À, chúng ta sẽ tiếp tục trận nữa nha. Cân sẻng luôn anh em ạ. Trận này sẻng không biết nó đập kiểu gì mà lại đập thua mình. Cân bà nó ra sẻng luôn. Cân 2-3 là sẻng. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nè. Trời ơi. Cây này thì thực sự là lúc đầu mình cầm vào cứ nghĩ là phế vật cơ. Cứ phải luyện tập y một buổi mới chơi được. Trời ơi. Gì đây? Đừng nhây. Rồi khi mà chơi quen với lại nếu mà anh em chơi What the hơi. Nếu mà anh em chơi đấu đao đơn thì tốt nhất là chỉnh cái độ tay di tay di trượt tay gì đấy mình quên bà rồi.
Ôi này, cái thằng này, rồi phải lag ạ. Rồi anh em di chuyển cái trượt tay thì nó nhanh hơn một xíu thay vì bắn bình thường nhá. Thì mình chỉnh lên một tí là nó tốt hơn. Vì cái này mình học hỏi được anh em, mình thấy có vài người di tay rất là nhanh, mình thấy nó xoay mặt rất là nhanh nên mình cũng học theo. Ôi, mình liền chỉnh cái cái đấy gọi là tốc độ chuột, đúng rồi, cái tốc độ chuột anh em di vào cao hơn một xíu. Như mình thì mình để 100 gần max luôn. Ủa, như thuần vậy. Rồi cái đấy mình học hỏi được một thanh niên có tên là hình như Clan Top thì phải. Hồi trước là chơi cái IRS, ủa, IRS cùng Hoàng Đạo. Trời ơi, nhây quá. Nhây này. Cái tội nhây. Rồi, top Ken. Bữa đấy thì thanh niên cầm IRS chém như thuần ạ, nó xoay mặt nhanh cực. Rồi, nhưng mình cũng không ăn được nó. Nó thực sự nó chơi rất là bán ạ. Đi luôn này, nên từ đấy là mình học được cái kỹ năng là nếu mà vào chế độ đấu đơn cận chiến đao thì anh em nên bật cái tốc độ chuột cao hơn một xíu so với bình thường. Bình thường bắn thì thấp còn được, nhưng chế độ đấu đao thì phải bật cho cao thì cận chiến nó mới tốt. Nhây này, sẻng mà nhây. Nhây với mình là chết. Trời ơi, trời ơi. Mình chơi cứng và cờ lờ ạ. Đôi lúc này pro nhập chứ bình thường gà nhập thôi. Nãy mới cầm cây này vào cứ chửi cây này là phế vật. Cái thằng mượn ạc là chỉ cái thằng Phúc Diêu ấy. Mình cứ chửi là phế vật thôi. Tôi bảo với nó, ôi cái này phế vật thế mà lấy làm cái gì. Ôi, thế mà cuối cùng cố gắng chơi một hồi lại chơi được. Đi luôn này. Ôi, phải Chris Bonbit à. Chris Bonbit cũng chết. Venus các thứ. Ôi, bắt mài kìa. Bố này bắt mài như thần ạ. Này thì, ôi, thôi, bắt không được. Bắt không được. Trời ơi, lại gặp càng cua. Né tính vỏ dưa thì gặp vỏ dưa. Không né được thằng nào hết. Trời ơi, trận này gặp pro rồi. Ôi, xẻng kìa. Xẻng kìa. Trời ơi, pha đếm nó đi lui. Là nó chết rồi đấy. Đi lui là chết rồi đấy. Rồi, cố gắng cướp cái top nào. Cố lên. Thực sự chơi rất là, mình luyện rất là nhiều mới chơi được như thế này, chứ cái này rất là khắm lọ. Nếu mà mới đầu chơi ấy, chơi không quen là chơi ức chế cực luôn. Rồi, này thì bot này. Chris Super, ấy chết nhầm, Chris Onbeat. Ghê quá bạn ơi. Cái điện mới, mình đang solo. What the hơi. Ui, top Ken cầm rìu VIP level 2 vào chém ngang chém dọc, cuối cùng cũng chết. Đen. Ê, được. What the hơi. Lúc này mình solo lại mấy bố ấy móc lốp. Mình chưa solo được cái thằng này. Chưa solo được. Trời ơi. Ủa, thằng này không đi lui này. Nói chung là bắt bài không được tốt lắm. Nếu mà bắt bài tốt thì nó chết ngác luôn. Chết ngác luôn. Gì solo à. Solo này. Cứ thích solo với mình thôi. Rồi mình chỉ sợ sẻng thôi, chứ còn mọi cái cận chiến khác mình cân. Thế luôn. Gặp thằng nào bém thằng đấy. Nhưng mấy thằng khác nó móc thôi. Móc thì mình chịu. Chứ còn gặp thằng nào mình bém thằng đấy. Ủa ôi, đua top mà không gặp thằng nào thế này sao mà đua. What the hơi. Này thì nhây này. What the. Đấy các bạn thấy chưa. Hay bị móc thế. Còn vài giây cuối thôi mà cứ bị móc thế này. Top Ke này nãy giờ bị ăn hành. Cầm rìu VIP level 2 và chém như thần. Nhưng ôi, what the hơi. Pha đấy chém không chết kìa. Đùa bố à. Trời ơi, cái thằng kia 19. Này đi. Trời ơi, đáng nhẽ pha đấy mình không nên lao cái đầu vào. Tiếc quá. Pha đấy mình kiếm kill cuối mà. Gần hết giờ. Cái tội tham kill. Và cái kit. Và mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem nếu thấy hay đừng quên like, subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.